lên thờ anh cha. Anh cha ơi, có nhà không anh cha? Anh cha ơi, có nhà không vậy anh? Mẹ ơi, sao không khoái cả mà gặp bà hoài vậy ta? Lạ chưa, anh là bạn của anh cha, tôi cũng là bạn của anh cha, mà sao anh có vẻ ghét tôi quá vậy? Mỗi lần mà tôi tới đi chơi ha, anh đều nhìn tôi với đôi mắt đầy khó chịu à. Cô thì ảnh đổi thì giờ, còn tôi với ông cha thì đầu tắt mặt tối cả ngày. Mà mỗi lần cô qua đi chơi á, ông cha có mặn ăn được gì đâu. Mà phải chứ, cô qua đi chơi chút rồi cô về cũng được. Đằng này á, cô ngồi mọc rễ luôn, anh cha cũng mọc rễ luôn. Anh có người yêu á, cô cũng biết mà. Tôi đã linh dịnh quá xa lâu, không thể nào nhìn hơn. Nè, anh đang nói hồ đồ, đừng trách tôi nói nặng à. Anh cha bây giờ á, giờ là người đâu. Thôi, tôi tới lui là quyền của tôi. Nè, ông cha ông hư á thì tôi sẽ nói chuyện. Còn cô hãy đi mau, đừng để tôi tuổi xua. Anh có liên hệ gì mà xua đuổi tôi? Tôi thương anh cha, bộ anh ghen hay sao? Thèm gì anh ở về không có ôm nào qua lại. Thì ta thầm thương mối tình dung trời, người anh xem là bao. Cái cô này ăn bậy được chứ không có nói bậy nghe chưa? Thấy tôi vậy chứ tôi mê gái lắm mà. Rõ ràng là ấy đang ghen. Tôi ghen đó. Rồi sao? Trời đất ơi, nó giỡn mà thiệt hả? Chị Rao. Chị cái đầu của cô á. Tôi ghen rồi, tôi ghen giùm cho chị lại của tôi. Còn cô, bây giờ cô đi không? Cô không đi thì đừng có trách tôi độc ác. Đi liền, đi về đi. Dạ. Rao. Anh cả. Chuyện gì vậy? Em tới thăm anh mà chị Rao chị ghen á. Ê. Thôi anh hiểu rồi. Bây giờ em ra quán cà phê, em ngồi đợi anh chút. Anh ra đưa em đi liền nha. Em cho anh 5 phút thôi đó nha. Chứ để anh ở lâu với ấy hả? Em không có yên tâm. Nhanh lên đó. Ê nè, đi luôn đi nha. Đừng có quay lại đây nữa. Cái gì vậy? Anh coi đó, anh coi được không? Nghĩ sao em với anh chơi với nhau từ nhỏ tới giờ mà bà nói em yêu anh đó, coi khùng không? Mà em có yêu anh không? Thì có. Ủa, gì cha nội, không khùng giống bả hay gì vậy? Thôi, tại vì em gặp ngà cứ khó chịu cho nên ngà ghẹo vậy thôi, chứ có gì đâu. Nghĩ sao mặt vậy không khó chịu? Mà anh là, nè, bộ anh không yêu chị Lài hả? Thì yêu. Nhưng thời buổi này tình yêu đâu có mài ra mà ăn được. Em thấy đó, nhà ngà rất là giàu. Anh chỉ cần thương ngà thì ngà sẽ lo lắng cho tất cả. Ngà còn lo cho đi nước ngoài nữa. Rồi cuộc sống của anh sẽ thay đổi. Em hiểu không? Trời đất ơi, nói gì mày nghe được luôn á. Nè, đàn ông á, mày nhờ sự giúp đỡ của đàn bà, mà nhất là sự giúp đỡ về vật chất, người ta gọi là đào mỏ đó, em không chịu vậy đâu. Vậy chứ bây giờ anh hỏi em, nếu như Lại có tiền, Lại giúp đỡ anh thì có chịu không? Chịu, tại chị Lại thương anh mà. Thì ngà cũng thương anh. Anh tức ghê với nói chuyện với anh cũng như không à. Nghĩ nói chuyện với anh rồi. Rao, chuyện của anh em biết mà. Anh Trà, em với anh là đôi bạn thân nhau từ thời thơ ấu rồi. Em rủi ro dốt nát đâu có được học hành, nhìn chữ nghĩa như người đi trong đêm tối. Rồi đêm đêm bên ngọn đèn dầu le lối, anh dạy cho em từng chữ tờ. Dạy trẻ bao hình ảnh quê hương trên trang giấy hồng nồi, từng cánh cò giao duyên quê mẹ, từng dòng sông màu mạch nắng chiều hôm
dành đã sống trọn đời thơ ấu, rồi lớn dần theo bao kỷ niệm thân yêu. Anh tiếp tục theo con đường anh đã chọn, còn em bơ vơ không biết đâu bên đâu bờ. Thì anh em mình trước sau vẫn là anh em, cho dù có điều gì đi nữa thì tình anh em vẫn không thay đổi. Thì em biết là vậy, nhưng mà em còn nhớ một người thứ ba là chị Lại nữa. Sao lúc nào cũng nhắc tới Lại vậy? Dạ, còn anh quên con gái ấy thiệt hay sao? Anh định dứt đi bao kỷ niệm hay sao vậy anh? Dạ, anh trà ơi, em cứ chỉ lại tánh tình hiền hồ, rất xứng đáng cùng anh nên vợ nên chồng. Ngày xưa nghe em sân trường, thấy hai người đi học á, mẹ buồn chết vậy đó. Biết để cái bài câu lại cho ai coi đây nè. Rồi cứ chiều chiều chờ trong trường tan học, em mới chạy vòng về đường đây, nhìn hai người tung tăng như chim sao, đinh đinh rằng anh chị sẽ thành. Rào, anh hiểu được tấm lòng của em, nhưng cuộc đời là dấu bể, đừng có nhắc chuyện cũ thêm buồn em mà. Không nhắc thì thôi, nhưng mà nè, em nói rồi đó, một lần cuối thôi đó, anh mà phụ chị Lại á, em với anh không còn là anh em gì đâu. Còn cái bà đó đó, cái bà áo đỏ đỏ đó đó, bà mà bước qua đây nữa nghe, em nghỉ qua đây chơi với anh luôn. Rồi bây giờ sao? Nếu mà anh thương Ngà là coi như nghỉ chơi em luôn đúng không? Ừ. Rồi, tôi nói là nghe, mai mốt tôi đi nước ngoài, tôi ở ngoài luôn, tôi không về. Phải về chứ, em với anh vẫn là anh em mà, he. Chị nè! Chị Giang nè! Trời đất ơi, tôi nghĩ đâu là có đó mà. Nè, tôi nói cho chị biết nha, anh Trà là của tôi á. Ê, tôi anh ơi, mình đi lẹ đi, ở đây em thấy không ổn rồi. Đi, khoan, đi lẹ khoan, thôi. Khoan, cái gì vậy? Ê, ủa, rồi rốt cuộc bả với tôi ai mới là người thứ ba trời? Ê, là bà nội. Nè, bà bắt con Trà đi đâu vậy? Anh Trà. Trời đất ơi trời. Rồi luôn rồi. Cái chuyện này mà chỉ Lại chỉ biết á, là chị đau khổ dữ lắm luôn á. Trời ơi, không được, đâu có thể nói chuyện này cho chị Lại biết được. Không thể được, mình nhất định không được nói cái chuyện này cho chị Lại biết. Sao? Ê, sao đây trời? Cái gì vậy? Ê, bà Linh nghĩ gì bà nội? Thôi, chị về hôm nào không cho em hay gì? Trời ơi, chị tỉnh tạo bất ngờ cho em với anh Trà mà. Bất ngờ thì bất ngờ mới bất tỉnh vậy đó. Chuyện gì với em? Có gì đâu trời. Ủa mà anh Trà đâu rồi? Nhắc tới ông Trà là tức nữa thiệt á. Em nói cho chị biết, ông Trà ổng đi công chuyện rồi. Đi công chuyện hả? Ủa mà thôi, bây giờ chị về đi. Chị về đi, mất công đi vậy. Chút xíu chị gặp ảnh chị. Làm sao? Chị gặp ảnh chị vui lắm á. Thằng này làm như là chị xa lạ lắm gì đó. Ở trong nhà này nè, cái đồ gì để ở đâu chị đều biết hết á. Chị tự tay chị sắp xếp mà. Thì biết là vậy, nhưng mà anh chạy đi công chuyện lâu dữ lắm. Lâu là bao lâu? Đi dài chị dài tiếng đồng hồ chị đợi được chứ có gì đâu. Dài ngày. Dài ngày hả? Ủa đi đâu mà dài ngày dữ vậy? Đi đâu? Thôi em không biết gì trơn á, chị đừng có hỏi em nữa. Kể từ nào ảnh về á, em qua báo cho chị hay ha. Bây giờ chị đi về giùm em đi mà. Sao em cứ đuổi chị hoài vậy? Thằng này bữa nay nó sao hả ta ơi? Có sao đâu trời, tính tình á. Ủa? Cái son hả? Của em! Của em hả? À, đúng rồi, của em á. Em tha son.
À đúng rồi, cái này. Ủa mà không phải nữa thì... Sao vậy trời? Trời. Sao? Thái độ của em lạ lắm nha. Trời ơi. Sao vậy? Tại sao ở trong nhà của anh Trà lại có cây son của phụ nữ? Em hấp ông không nói ra lời. Làm bạn bao nhiêu ngày á, thì không hiểu tánh em sao. Mặt em đâu ao mời thì em vui lừa. Không phải anh thiệt đó là tại tại em uống rượu. Mặt đỏ kia tay là chuyện bình thường. Hay là em xem chị như là người dân rồi, nên muốn che giấu mà không chịu nói ra. Thiệt ra em không phải muốn giấu che sự thật, chỉ sợ gì cô đau nếu biết được tận cùng. Em nói gần xa làm chị thêm nghi ngờ. Có phải anh Trà có con gái nào phải không? Chị đừng có hỏi em nữa. Em đâu có thể nào nói thẳng vô mặt chị là anh Trà có người con gái khác. Rồi. Nói gì anh vậy? Anh Trà có người con gái khác hả? Không, chị không có tin đâu. Chị không tin anh Trà là người bắt cá hai tay đâu. Anh coi đâu đó đó. Anh đó, em nói rồi, đi đi không chịu. Rồi giờ đó, chuyện của chị tự xử lý đi. Còn anh Trà, em nói cho anh biết, anh mày làm chị lại buồn đó nghe, là em sẽ từ mặt anh luôn đó. Của bà nè bà nội. Ủa anh Trà, ai đây? Đây là Lai. Lai, hơi quê nha. Người yêu cũ mà không có lâu đâu đó.